xin chào tất cả mọi người nha. Đây đó, đang quay tí thì đang gặp thêm cá đá vào đây rồi. Để xúc cho nó chậm đi trời. Đi ra. Đây làm con kỳ nhông nó hoảng sợ nha mọi người đó. Đây một chú kỳ nhông con rất là dễ thương. Chú chỉ nhỏ hơn ngón tay của Anastasia một xíu thôi. Đó. Đây. Đó. Anastasia có thể vút ve chúng mọi người. Đó, vút ve. Nó nhảy qua đây rồi mọi người. Thôi Anastasia không làm phiền thì nó nữa nha mọi người. Xin chào và gặp lại. Bye bye. Bye bye.